Bây giờ anh cũng nói như này rồi thì em cũng mong muốn là anh bây giờ anh sẽ thay đổi anh, và anh đừng để em buồn nữa. Em nhẫn nhịn anh 3 tháng nay rồi, em chịu đủ nhiều đau đớn rồi. Và anh có hứa anh sẽ không làm em buồn không? Anh hứa là anh không phải ôi em đi. Anh hứa, từ nay anh sẽ cố gắng không để em buồn nữa. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Xin chào các bạn, mình là Dương Vũ Trần đây. Thì hôm nay mình, nói chung là hôm nay mình làm clip này thì mình muốn ra đây tâm sự mọi người một chút. Bởi vì hôm nay là hôm qua thì mình cũng có, nói chung là cũng mình với Thảo vẫn kiểu cãi nhau suốt ngày ấy. Nhà mình thật sự là hơn 3 tháng nay rồi. Thì mình với Thảo thì nói chung là cũng không được đồng quan điểm cho lắm. Nên là bây giờ mình muốn là mình ra đây tâm sự mọi người một chút. Và muốn là hôm nay mình muốn xin lỗi Thảo một câu cuối cùng là mình không muốn tình trạng này nữa. Và mình muốn là hai đứa hòa đồng với nhau và nói chung là cùng nhau cố gắng nữa. Mình không muốn là suốt ngày cãi nhau như thế này, mình thấy thật sự là mệt mỏi lắm rồi. Và mình hôm nay mình vừa về nhà thì mình cũng bàn với bố mẹ mình là mình cũng muốn là nói chung là muốn mình đã nói chuyện với bố mẹ mình cũng muốn kiểu là hai gia đình gặp nhau các thứ. Thì thật sự thì Thảo không biết điều này vì mình mới về, hôm nay mình về một mình, là mình mới lên đây là mình tâm sự mọi người luôn, là mình muốn xin lỗi Thảo và mình muốn cho gia đình của mình cũng gặp gia đình Thảo và để cho hai bên gia đình bàn xem là nói chung là tiến tới, chứ không để suốt ngày cãi nhau thì mình suốt ngày cãi nhau như thế này được nữa. Thật sự thì mình với Thảo thì mình thấy là cũng nói chung là cũng ngoài những lúc cãi nhau ra thì mình thấy là rất là hợp đấy. Nói chung là không biết là nếu mà tiếp tục thì nói chung là mình sẽ cố gắng như thế nào. Nhưng mà Thảo hiện tại thì nó mới giận dỗi mình ấy. Thật sự hôm nay mình muốn là kết thúc mọi chuyện ở đây. Mình mua một bó hoa như trước và mình sẽ xin lỗi nó tại chỗ mà trước mình đã gọi là cầm cái bó hoa mà mình nói chung là từ cái bó hoa đấy mà đến tận bây giờ đến tận bây giờ mà mình không gần gũi được với nó này, không nói chung là không hòa đồng với nó được. Thật sự thì mọi người cả nhà mình bây giờ đấy, nói chung là hai bên gia đình chắc là cũng biết bọn mình kiểu cãi nhau suốt ngày ấy. Bố mẹ mình cũng rất là lo bởi vì ngày nào cũng về bố mẹ cũng bảo là hai đứa yêu nhau lâu lắm rồi, hơn 3 năm rồi thì thôi cứ tính chờ đợi gì nữa, cố để bố mẹ xuống nói chuyện với gia đình của Thảo để xem là quyết định như thế nào. Chứ bây giờ cứ yêu nhau cứ cãi nhau suốt ngày, cứ bỏ bê nhau này mà con đường bố mẹ mình ở thế thì nói chung là mình cũng nghĩ là bố mẹ mình cũng cho mình tốt thôi. Nhưng mà mình với Thảo thì bây giờ đấy các bạn biết rồi đấy, thì bây giờ mình sẽ nói chung là mình sẽ đưa Thảo ra chỗ này và mình sẽ xin lỗi Thảo đàng hoàng. Nói chung là mình sẽ không đi ra chỗ nào lãng mạn hơn, bởi vì mình sẽ ra cái chỗ cũ mà mình đã gây ra nhiều sự, nói chung là nhiều cái câu chuyện mà nó khó chịu với tất cả mọi người, với Thảo nữa. Đấy, Thảo nói chung đấy, thì các bạn ạ, bây giờ mình sẽ cố gắng là mình sẽ đưa Thảo nha các bạn nhá. Mình sẽ không tỏ tình hay là như thế nào mà ra chỗ nào lãng mạn đâu nha các bạn nhá. Mình sẽ ra đúng cái chỗ đằng trước nha các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ lên mình bảo Tranh mặc của nó quần áo đi. Nó hay mặc quần áo để hơi nhá. Rồi các bạn ơi, mình sẽ lên xem là như nào các bạn nhá. Đào xuống đi. Em bảo là em không xuống xe, anh có việc gì anh về nhà anh nói chuyện với em. Anh đừng lôi em ra đây, anh sỉ nhục em, thấy em là con gái đấy. Anh sỉ nhục cái gì? Thì anh dẫn em ra đây nhìn trước anh lại định chia tay gì gì. Nào cái đầu em nghĩ chia tay à? Anh gọi em về, em không ra đây đâu. Nào nghĩ chia tay, ngáo với dưỡng nó lúc nào chia tay. Anh dẫn em ra đây chỉ có việc đấy thôi. Xuống. Em không xuống ấy. Lên. Nó bảo không xuống rồi mà. Xuống lên. Ra. Rồi. Nhanh lên. Ra đây. Sao vậy nhỉ? Sao đây có việc gì? Hả? Sao phải khó chịu nhau vậy nhỉ? Có việc gì về nhà nói, đừng mang nhau ở đây, sỉ nhục nhau ở đây. Anh chả chịu nhau gì cả. Anh muốn đòi chia tay à? Như nào ấy, có việc gì anh về nhà. Tại sao lúc nào em nghĩ chia tay là như nào nhở? Anh chỉ có việc đấy thôi. Vậy anh như nào, anh nói chuyện gì anh nói đi. Vậy anh cũng rất như mày ở đây, nói đi. Sao lại sao lúc nào em phải khó chịu như thế? Em không bình tĩnh để nói chuyện với anh được à? Anh muốn nói chuyện riêng với anh em. Anh nhà có cái đất gì ấy? Anh xem mà anh xuống này anh xỉ nhục tôi ấy. Anh muốn dẫn tôi ra ngoài đường nữa. Tôi đi vội về. Thảo,
nữa hôm nay anh mới gọi em ra đây ấy là để anh xin lỗi em. Thật sự anh muốn nói với em rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay anh mới dám cầm bó hoa này, anh mang em ra cho đúng chỗ này. Ngày trước mình chia tay ở đây, bây giờ anh muốn là mình không như mọi khi nữa. Anh dậy rồi, nói chuyện với em. Từ từ để anh nói đã. Nếu mà em đồng ý ấy, quay lại với anh mà không và không khó chịu với anh nữa và cùng em cố gắng, vì mình yêu nhau cũng rất là lâu rồi, hơn 3 năm rồi chứ không phải là mấy ngày đâu, mà em suốt ngày khó chịu ở chung một nhà mà không ngày khó chịu trả lý với nhau, ăn cơm mỗi người ăn một chỗ. Anh dậy đi, anh em đồng ý, em đồng ý, bao nhiêu người đây, em đồng ý thì em cầm bó hoa đi để anh đứng dậy. Anh nói những cái lời này anh có thể ở nhà anh nói thì sao chỉ ra đây để giúp em hiểu lầm anh như thế. Thôi hai đứa giờ bình thường lại đi được không? Nào tay đâu, đưa hai tay đây nào, đưa đây nào, rồi mãi bên nhau nhá, nghe chưa, đừng để anh nói nhiều. Thật sự ấy là hôm nay em anh muốn nói ra để em trợ em chứ không phải là chia tay gì cả, và muốn là mình cùng nhau cố gắng. Và hôm nay anh đang về nói chuyện với bố mẹ anh rồi, là mấy hôm nữa sẽ để bố mẹ anh sẽ bảo bố mẹ anh xuống nói chuyện với bố mẹ em, gia đình của em. Và bố mẹ anh cũng nói là yêu nhau rất là lâu rồi, hơn 3 năm rồi, cũng phải muốn bố mẹ anh cũng muốn là bước tiếp, hai đứa mình bước tiếp với nhau chứ không phải là yêu nhau một ngày hai xong là cứ cãi nhau rồi nọ xong lại bỏ nhau. Bây giờ phải bước tiếp đi, cứ bây giờ cứ suốt ngày nó như thế này chả giải quyết được gì cả, tốn thời gian đấy. Bây giờ ở nhà em cũng em có để ý anh đâu, anh phải lôi em ra đây để mới nói chuyện được chứ. Bây giờ anh cũng nói như này rồi thì em cũng mong muốn là anh bây giờ anh sẽ thay đổi, anh và anh đừng để em buồn á. Em nhẫn nhịn anh 3 tháng nay rồi, em chịu đủ nhiều đau đớn rồi. Và anh có hứa anh sẽ không làm em buồn không? Anh hứa là anh không phải nói em đi. Anh hứa từ nay anh sẽ cố gắng không để em buồn nữa. Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai, và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi, khắp đấy, thế giới chưa? Này okay, các bạn ơi. Đây ta chung một à, đời. Thôi các bạn ạ, thì nói chung là hôm nay mình cũng đã xin lỗi được Thảo rồi các bạn nhá. Nó đã xe rồi. Và bây giờ mình nói chung là thật sự để mà nói thì mình cũng muốn xin lỗi Thảo rất là lâu lắm rồi, nhưng mà là mình cũng không đã đủ can đảm, bởi vì mình biết là mình rất là nhiều lỗi sai lầm ấy. Nhưng hôm nay mình cố gắng là mình đã rất là cố gắng để mình ra đây để mình nói những lời mình muốn nói rất là lâu rồi đấy. Thì nói chung là hôm nay mình về đến nhà của mình thì bố mẹ mình cũng nói với mình là cũng kiểu là rất là ủng hộ hai đứa mình, và muốn gia đình của mình, hai gia đình của mình và gia đình của Thảo, bố mẹ mình muốn xuống gia đình của Thảo để nói chung là để bàn tiếp tục xem là hai đứa mình sẽ như thế nào, bởi vì gia đình không muốn là bọn mình suốt ngày cãi nhau này, suốt ngày rồi giận dỗi nhau này, ngày này ngày nọ, cứ nói chung là để ảnh hưởng đến tất cả gia đình này, đến ảnh hưởng đến anh em bạn bè và tất cả mọi người rất là mệt mỏi bọn mình. Và mình cũng biết là giờ mọi người cũng rất là nói chung là cũng không ủng hộ mình như thế này đấy, và mình cũng nói chung là xin lỗi tất cả mọi người đã thời gian qua đã cũng làm mọi người thất vọng rất là nhiều, và mình cảm ơn rất là các bác các chú đã nói chung là cũng quan tâm bọn mình và hỏi thăm rất là nhiều lần, và cũng rất là nhiều người gọi mình ấy, mình cũng cảm ơn rất là chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm bọn mình. Và từ hôm nay mình hứa là mình sẽ cố gắng để nói chung là làm cho mọi người vui vẻ hơn và làm những video nói chung là đời sống và nói chung là vui vẻ cho mọi người cùng xem, không nói chung là không gây tranh cãi cho mọi người khó chịu nữa đấy. Nói chung là thôi thì không biết nói thế nào nữa các bạn ạ. Thật sự là hơn ba tháng mình đã nói chung là làm rất là nhiều lỗi sai lầm để cho mọi người, nói chung là mình biết rất là nhiều người ghét mình, nhưng mà mình thôi thì bây giờ mình cố gắng lại, và mình mong mọi người sẽ nhìn nhận lại con người của mình từ nay đến và trở đi nữa các bạn nhé. Thôi thì bây giờ mình sẽ đi về nhà thôi, bởi vì cũng muộn rồi và mình nói chung là phải về thôi, muộn rồi. Về thôi. Mong mọi người nói chung là mong mọi người bỏ qua cho mình, và mình sẽ cố gắng lại từ đầu các bạn nhá, và mong tất cả mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ mình nhá. Bye bye.